Hôm nay thì mình xin làm một video hướng dẫn anh em cách xác định sai số của la bàn điện và la bàn từ bằng cách là dùng biểu xích la bàn đo phương vị tới mặt trời để tính sai số la bàn điện và la bàn từ. Ví dụ hôm nay vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024, lúc 01 giờ 40 phút 10 giây giờ UTC ở vị trí tàu phi bằng 21.32.0 Bắc và lambda 108.15.6 phút Đông. Đồng thời với mức thời gian và vị trí tàu này, chúng ta dùng biểu xích la bàn đo phương vị tới mặt trời. Và các bạn lưu ý là khi làm việc này tốt nhất nên làm hai người, một người trong buồng lái để ghi vị trí tàu và thời gian, còn một người ở ngoài đo. Khi người ở ngoài đo bắt đầu đo thì người trong ghi luôn vị trí tàu cũng như thời gian, thì chúng ta đỡ phải trừ cái độ trễ thời gian đi. Còn nếu anh em không có điều kiện để làm hai người, nếu một mình làm thì anh em phải có một cái đồng hồ bấm giây để trừ đi cái độ trễ thời gian từ cái vị trí mình quan sát mặt trời tới cái vị trí của cái GPS, sau đó ta trừ đi. Và anh em lưu ý là để cho kết quả chính xác nhất thì anh em nên chọn cái thời điểm quan sát mặt trời khi mặt trời hợp với cái đường chân trời một góc khoảng 0 đến 45 độ. Vì ở cái thời điểm này cái độ cao mặt trời nó biến thiên là ít nhất, vì thế nó sẽ cho kết quả chính xác nhất. Và sau khi đo thì tôi được phương vị đo tới mặt trời là 114 độ. Cùng với đó chúng ta đọc cái hướng gyro heading là hướng la bàn điện là 022 độ. Và hướng la bàn từ là 025 độ. Cộng với độ lệch địa từ của khu vực tàu chạy ở đây là 3,5 độ đông. Dựa vào quyển lịch thiên văn mới nhất, quyển Nautical Almanac NB314, chúng ta sẽ tra được các thông số sau. Với đối số là ngày và giờ chẵn thì ta tra được các thông số là GHA, DES và D. Tất cả các thông số ta vừa tra được ta ghi vào trong bảng tính. Cũng ở quyển lịch thiên văn này, cái phần increment và correction với đối số là phần phút và phần giây thì ta sẽ tra được cái phần hiệu chỉnh increment ở cột sun, đó chính là 10 độ 02.5 phút. Và ở cái cột bên phải với cái phần hiệu chỉnh D với đối số D bằng âm 0.1 vừa giờ tôi tra được thì tôi sẽ tra được cái lượng hiệu chỉnh correction của D là 0.7. Thì tất cả các cái thông số tôi vừa tra được này tiếp tục tôi sẽ ghi vào trong cái bảng để tính. Dựa vào tất cả các thông số tôi vừa tra được trong quyển lịch thiên văn, bây giờ tôi sẽ đi tính cái góc giờ thế giới GHA là cái phần tôi tô màu đỏ kia. Góc giờ thế giới GHA sẽ được tính là bằng lượng GHA chưa được hiệu chỉnh cộng với increment, nó luôn cộng với increment nhé. Thì tôi sẽ được góc giờ thế giới là GHA. Anh em hãy ghi nhớ là góc giờ thế giới khi được hiệu chỉnh này GHA tô màu đỏ sẽ luôn bằng góc giờ thế giới chưa được hiệu chỉnh cộng với lượng increment, nó luôn cộng. Còn ở ô kinh độ này chúng ta sẽ ghi cái kinh độ khi chúng ta quan trắc mặt trời vào đây để chúng ta tính toán được cái NHA. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính góc giờ địa phương của mặt trời NHA. NHA này sẽ được tính là bằng góc GHA khi đã được hiệu chỉnh cộng hoặc trừ với kinh độ, và trong trường hợp này là tôi cộng bởi vì là kinh độ của tôi mang tên đông, còn nếu trường hợp kinh độ mang tên tây thì tôi sẽ dùng dấu trừ. Và sau khi cộng lại thì tôi sẽ được góc giờ địa phương khi được hiệu chỉnh NHA. Khi cộng lại thì nó ra là 316 độ 03.1 phút đông. Và các bạn luôn nhớ là góc LHA này sẽ bằng góc GHA sau khi được hiệu chỉnh cộng hoặc trừ với lại kinh độ đông hoặc tây. Tiếp theo là tôi sẽ đi tính xích vĩ tới mặt trời, D cong hay gọi là DEC. Cái DEC này sẽ được tính bằng DEC khi chưa được hiệu chỉnh cộng với lượng hiệu chỉnh D. Tôi sẽ tìm ra được DEC. Và các bạn luôn nhớ rằng cái phần DEC này sẽ được tính bằng cái lượng DEC khi chưa được hiệu chỉnh cộng với lượng hiệu chỉnh D nhé, cái phần mà mình gạch chân đỏ đấy. Và mục đích cuối cùng của tất cả các cái tính toán ở các cái ô ở trên là tôi tìm ra được NHA và DEC. Dựa vào các cái thông số này thì tôi tra trong quyển Norris Nautical Table để tôi tìm ra A, B và C. Và cách tìm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách tìm. Thì để tìm được A ở quyển này chúng ta sẽ mở đến bảng A ra với đối số là vĩ độ latitude cộng với lại góc giờ địa phương NHA. Ở đây góc giờ địa phương ta vừa tính được là 316 độ cùng với latitude là 21 độ, thì ta sẽ tra được A. Và tôi tra ở đây A sẽ được là 0.4 độ Nam. Ở trường hợp này A mang tên Nam ngược tên với latitude, vì lý do là cái góc NHA này nằm ngoài cái khoảng từ 90 độ đến 270 độ. Góc NHA của mình tính ra nó 316 độ nằm ngoài khoảng 90 đến 270 thì nó sẽ ngược tên với lại latitude. Còn trường hợp NHA chúng ta tính toán ra nó nằm trong khoảng từ 90 đến 270 độ thì nó sẽ cùng tên với lại latitude. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi tra
B trong bảng B với đối số là phần độ của góc giờ địa phương và phần độ của Đéc. Ở đây phần độ của góc giờ địa phương là 316 độ và phần độ của Đéc là 4 độ, thì tôi sẽ tra ra được B, và B tôi tra ra được là 0.1 nam. B ở đây mang tên nam vì tên của B luôn luôn trùng với tên của xích vĩ Đéc, mà Đéc ở đây mang tên nam, vì thế D nó cũng sẽ mang tên nam. Dựa vào A và B tôi vừa tra được, tôi sẽ đi tính C, và C sẽ bằng giá trị của A cộng hoặc trừ đi B. Nó mang dấu cộng trong trường hợp là A và B cùng tên, còn nó mang dấu trừ trong trường hợp là A và B khác tên, và chúng ta sẽ lấy giá trị lớn trừ đi giá trị nhỏ và mang tên của số lớn. Trong ví dụ này thì tôi tra được A và B cùng tên, nên vì thế tôi lấy hai giá trị đó cộng với nhau và cùng tên là nam. Và tiếp theo tôi sẽ đi tra phương vị azimuth Z với đối số tra là C và vĩ độ netitude. Phương vị azimuth này mình vẫn tra trong quyển Norris Nautical Table anh em nhé. Với đối số là C và net. C thì tôi vừa tính được ra là 0.5, còn net của tôi là 21.5 độ, thì nó sẽ nằm trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Chúng ta sẽ nội suy thì sẽ tính ra được giá trị azimuth Z, và tôi tính được azimuth Z nó bằng 65,025 độ SE. Và vì sao Z lại mang tên là SE? Thì Z mang tên là SE dựa vào cái nguyên tắc sau. Cái nguyên tắc thứ nhất là ký hiệu Bắc Nam thì luôn tương tự ký hiệu của C. Ở cái ví dụ này C nó mang tên Nam, vì thế là Z mang tên Nam. Và ký hiệu tiếp theo là ký hiệu Đông Tây, nó phụ thuộc vào giá trị của góc LHA. Nếu LHA nằm trong khoảng từ 0 đến 180 độ thì lấy tên Tây, còn nếu nằm trong khoảng từ 180 độ đến 360 độ thì lấy tên Đông. Ở ví dụ này LHA bằng 316 độ, nó thuộc khoảng 180 độ đến 360 độ, vì thế là nó mang tên Đông. Và tổng hợp hai cái quy tắc trên thì chúng ta sẽ tìm ra được Z mang tên là SE. Và như vậy là chúng ta đã xác định được Z thuộc góc phần tư thứ hai, SE thuộc góc phần tư thứ hai, có nghĩa là khi quan sát mặt trời thì mặt trời ở góc phần tư thứ hai. Và anh em luôn nhớ cái phương vị azimuth Z này, nó thực chất nó là phương vị 1/4 vòng, vì thế chúng ta phải đổi ra phương vị nguyên vòng. Mà phương vị nguyên vòng thì được tính là từ hướng bắc thật vòng về phía đông cho tới mặt trời. Và tôi sẽ tính được phương vị nguyên vòng là lấy 180 độ trừ đi cái khoảng 65,025 độ này. Và tôi tính được phương vị nguyên vòng của tôi Z sẽ bằng 114,975 độ. Và vì nó là phương vị nguyên vòng nên nó không mang tên gì cả. Sai số của Nam và Điện sẽ bằng phương vị azimuth tính trừ đi phương vị azimuth đo. Và phương vị azimuth tính tôi vừa tính được là 114,975 độ. Còn phương vị azimuth đo tôi đo lúc ban đầu đó là 114 độ. Thì tôi lấy hai giá trị này trừ đi nhau thì ra bằng 0,975. Thì nó xấp xỉ bằng 1 độ đông. Sở dĩ nó mang tên đông vì cái giá trị 0,975 độ này nó lớn hơn 0. Vì thế nó mang tên đông. Còn trường hợp mà cái giá trị đó nó nhỏ hơn 0 thì nó sẽ mang tên tây. Và tiếp theo ta đi xác định độ lệch riêng của Nam Văn Từ. Mà muốn xác định được độ lệch riêng của Nam Văn Từ thì ta phải tính được cái sai số của Nam Văn Từ. Mà sai số của Nam Văn Từ sẽ bằng phương vị azimuth tính trừ đi phương vị azimuth đo của magnetic. Cái phương vị lúc đầu ta đo thực chất là cái phương vị azimuth đo của gyrocompass. Bây giờ ta muốn tìm được cái phương vị azimuth đo của magnetic thì ta sẽ có công thức sau. Z đo của mag sẽ bằng Z đo của gyro cộng trừ độ lệch hướng giữa Nam Bán Điện và Nam Bán Từ. Và cái phương vị azimuth đo của gyro như đầu tiên tôi đo tới mặt trời nó bằng 114 độ cộng trừ đi lại cái độ lệch hướng giữa Nam Bán Điện, Nam Bán Từ. Và sau đó tôi tính được là 117 độ. Anh em lưu ý nhé, dấu cộng trong trường hợp là magnetic, cái hướng magnetic đấy nó lớn hơn cái hướng gyro heading. Còn dấu trừ khi hướng magnetic heading nó nhỏ hơn cái hướng gyro heading. Và nắp vào công thức ở trên thì tôi tính được sai số của Nam Văn Từ. Và sai số của Nam Văn Từ tôi đã tính được giá trị là âm 2 độ. Âm 2 độ nó nhỏ hơn 0. Vì thế cái sai số của Nam Văn Từ này nó mang tên Tây. Mặt khác như ta đã biết là sai số của Nam Văn Từ nó sẽ bằng độ lệch địa từ cộng trừ đi với độ lệch riêng của Nam Văn Từ. Và từ công thức này tôi đã tính ra được cái độ lệch riêng của Nam Văn Từ của con Nam Bản hiện tại của tôi là 5,5 độ Tây. Nó lớn hơn 3 độ Tây. Mà người ta quy định cho phép cái độ lệch riêng của Nam Văn Từ nằm trong giới hạn khoảng từ cộng trừ 3 độ Đông Tây nhá. Như vậy là hiện tại con Nam Bản của tôi đã bị fail. Vì thế ta phải đi khử cái độ lệch riêng của Nam Văn Từ này về trong giới hạn cho phép. Sau đó
nập cái bảng độ này riêng là bản từ và treo lên buồng lái cho chính quyền cảng người ta kiểm tra. Và sau đây tôi xin quay tổng hợp lại toàn bộ cái ví dụ mà hôm nay tôi làm cho anh em xem. Vào một cái video gần nhất tôi sẽ hướng dẫn anh em cách ghi tất cả các cái thông số mà chúng ta vừa tính toán được cho vào trong cái quyển nhật ký sai số của Nam Bản Điện. Vì cái video này nó quá dài rồi nên là tôi không thể làm để ghép thêm vào đây nữa. Vì muốn giải thích cặn kẽ cho anh em hiểu vấn đề nên video nó hơi dài, nhưng thực chất khi làm thực tế nó chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút. Thực tế nó rất là nhanh, nó không phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ. Thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Nếu anh em thấy video hay vì nghĩa xin cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc anh em vạn dặm bình an. Bye.